Chào bạn, mình là bác sĩ Ngọc và ngày hôm nay thì chúng ta lại quay lại cái chủ đề về mũi 3 của vaccine. Và sau khi bác sĩ Ngọc có làm một cái video nói về những cái lưu ý khi mà chúng ta tiêm vaccine mũi 3 ấy, thì có rất là nhiều những cái câu hỏi comment vào trong video đấy. Sau khi mà bác sĩ Ngọc đọc những cái comment đấy thì có tổng hợp ra 6 những cái câu hỏi mà mọi người hay thắc mắc nhất, để ngày hôm nay sẽ làm cái video này mục đích để trả lời cho mọi người. Mọi người có thể là xem những cái câu hỏi đấy ấy, thì có thể là rất là nhiều người chúng ta cùng thắc mắc, thì ngày hôm nay thì mình sẽ tổng hợp lại để có thể là trả lời. Ok, chúng ta sẽ có cái câu hỏi đầu tiên là gì? Đó là cái thời gian mà để mà tiêm lại mũi 3 thì nó sẽ là như thế nào? Thì đây là một trong những cái mà chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều những cái thông tin ở cái chỗ cái thời gian tiêm nhắc lại như thế này. Có những cái thông tin thì bảo là 1 tháng, có những cái là 3 tháng, có những cái là 6 tháng và chúng ta đang bị loạn và không biết như thế nào. Thế thì ở đây cái tiêm mũi 3 ấy, thì nó lại tùy từng cái đối tượng khác nhau. Thứ nhất là đối với những người mà có suy giảm miễn dịch này, những người mà tiêm vaccine của Nga hoặc là vaccine của Trung Quốc, thì cái thời gian mà chúng ta tiêm mũi 3 ở đây thì người ta được xem là cái mũi bổ sung. Thì đối với mũi bổ sung thì cái thời gian tiêm nhắc lại nó sẽ là từ 1 cho đến 3 tháng. Tức là có thể là tầm khoảng cỡ 1 tháng là chúng ta đã tiêm được rồi. Sau cái mũi 2 tầm 1 tháng là chúng ta sẽ tiêm bổ sung được rồi. Đó là dành cho những người mà chúng ta có những trường hợp mà suy giảm miễn dịch hoặc là đã tiêm mũi 1, mũi 2 bằng vaccine của Trung Quốc hoặc vaccine của Nga. Còn đối với những người mà tiêm vaccine của Anh hay là của Mỹ thì lúc này cái mũi 3 chúng ta được gọi là cái mũi nhắc lại. Thì đối với mũi nhắc lại ấy, thì lại phải là sau 3 tháng thì chúng ta mới được tiêm. Có một số những cái thông tin bảo là tại sao một số nước người ta tiêm là sau 6 tháng hay là sau 5 tháng. Ngay cả thời gian đầu ấy, thì khi mà Việt Nam ấy, thì cũng đưa ra là sau 6 tháng thì chúng ta sẽ tiêm lại nhắc lại mũi 3. Tuy nhiên thì người ta nhận thấy là gì, bắt đầu từ tháng thứ 5, tháng thứ 6 ấy, thì cái hiệu quả của vaccine nó đang bị giảm xuống khá là nhiều. Nên là chúng ta sẽ cần tiêm sớm, đặc biệt là sau khi có cái biến chủng Omicron ấy, thì Việt Nam đã là thay đổi quyết định là sau 6 tháng chuyển thành 3 tháng. Bởi vì thế mà bây giờ chúng ta sẽ thấy là gì? Đó là đối với những người bình thường không có suy giảm miễn dịch hoặc là đã từng tiêm những cái vaccine của Mỹ, của Anh thì chúng ta sẽ là sau 3 tháng chúng ta tiêm nhắc lại. Còn những người mà có suy giảm miễn dịch thì chúng ta sẽ là tiêm ngay sau 1 tháng cho đến 3 tháng luôn. Hoặc là những người mà đã tiêm vaccine Sinopharm ấy, của Trung Quốc hoặc là của Nga ấy, thì cũng có thể là tiêm trong vòng từ 1 cho đến 3 tháng. Một số những câu hỏi như là nếu như mà tiêm sớm hơn hay là tiêm muộn hơn thì có sao không? Thế thì có những cái trường hợp ấy, người ta sẽ đưa ra cái khoảng thời gian mà khuyến cáo như thế để làm tăng cái hiệu quả của những cái mũi tiếp theo. Nên là nếu như mà chúng ta tiêm sớm quá ấy, thì cái hiệu quả của nó sẽ là kém hơn so với cái thời gian đúng của khuyến cáo đưa ra. Tuy nhiên thì sẽ có những trường hợp chẳng hạn như có những người mà tiêm cả có lịch đi tiêm rồi ấy, có thể là thiếu tầm khoảng cỡ 15-20 ngày gì đấy, thì ok, chúng ta cũng có thể là chúng ta chấp nhận chúng ta tiêm được và nó không quá là ảnh hưởng đến cái kết quả của chúng ta. Có thể là nó sẽ hiệu quả kém hơn một chút thôi, nhưng mà thôi cũng không sao cả. Thì đấy là đối với những trường hợp mà tiêm sớm hơn. Đối với những trường hợp mà tiêm muộn hơn thì sao? Thế thì giống như là khi mà chúng ta nói ấy, cái việc mà tiêm mũi 3 ấy, thì bắt đầu đến tháng thứ 5, tháng thứ 6 ấy, thì hiệu quả của nó một số vaccine nó đã giảm tầm khoảng 30% rồi. Tức là nếu như mà chúng ta tiêm muộn hơn ấy, thì cái hiệu quả của nó sẽ là bị giảm xuống ở cái giai đoạn sau của cái lúc mà chúng ta bị muộn ấy. Chẳng hạn như là tháng thứ 4, tháng thứ 5 ấy, thì nó vẫn đang bảo vệ được cho chúng ta tầm khoảng 80-90% chẳng hạn. Nhưng đến tháng thứ 6 ấy, thì cái hiệu quả nó đang bị bảo vệ kém hơn. Nên là khi mà chúng ta tiêm muộn hơn ấy, thì cái khả năng bảo vệ của chúng ta ở cái giai đoạn sau ấy, thì nó sẽ là kém hơn và chúng ta có nguy cơ bị mắc bệnh hơn. Nên là cũng nên, nếu như mà có điều kiện thì nên đi tiêm đúng cái thời gian cho phép của chúng ta. Thì đấy là đối với cái câu hỏi đầu tiên, cái thời gian để mà chúng ta đi tiêm vaccine là bao lâu. Cái câu hỏi thứ hai mà cũng rất là nhiều người hỏi, đó là cái loại vaccine mà chúng ta cần tiêm. Có rất là nhiều người chúng ta tiêm 2 mũi đầu giống nhau, có những người lại tiêm 2 mũi khác nhau. Và bây giờ cái câu hỏi đặt ra là mũi 3 chúng ta sẽ tiêm cái gì? Thì theo khuyến cáo ấy, thì 2 mũi đầu mà giống nhau ấy, thì mũi 3 chúng ta có thể tiêm giống như 2 mũi đầu. Có những trường hợp mà chúng ta tiêm vaccine của Trung Quốc 2 mũi đầu, Sinopharm chẳng hạn, thì mũi 3 chúng ta vẫn có thể là tiêm vaccine của Sinopharm. 2 mũi đầu là của Anh thì mũi 3 vẫn có thể là của Anh. 2 mũi đầu là của Mỹ thì mũi 3 cũng có thể là của Mỹ. Thì đấy là cái việc mà chúng ta tiêm mũi 3 nó giống như 2 mũi đầu thì là cái trường hợp đầu tiên. Cái trường hợp thứ hai nữa là gì? Đó là tiêm loại khác có được không? Được. Tại thời điểm hiện tại thì cái mũi 3 chúng ta nếu như mà chúng ta tiêm đối vaccine của Anh hay của Mỹ ấy, thì cái mũi 3 thì vẫn có thể là tiêm vaccine của Anh hay của Mỹ tiếp theo được.
Nhưng mà người ta có một số những cái nghiên cứu người ta cho thấy là gì? À, cái mũi 3 mà tiêm vaccine của Mỹ ấy, thì cái hiệu quả của nó sẽ là cao hơn. Nên là nếu như mà được chọn ấy, thì vẫn là cứ của Mỹ chúng ta tiêm. Tuy nhiên thì không có sự lựa chọn thì thôi thì nhiều khi không có cái vaccine đấy chẳng hạn, thì chúng ta vẫn có thể là tiêm vaccine của Anh. Hay là đối với những trường hợp mà hai liều đầu tiên mà vaccine của Trung Quốc thì mũi 3 vẫn có thể là tiêm của vaccine của Trung Quốc. Hoặc nếu như mà chúng ta có, chúng ta cái mũi thứ 3 có thể là tiêm của Anh hoặc của Mỹ đều được. Mọi người hình dung nhỉ? Tức là đối với cái việc mà phối hợp các vaccine ấy, thì bây giờ là người ta có thể là phối hợp nhiều loại vaccine vào để mà tiêm. Nên là ở đây chúng ta có thể là kết hợp nhiều loại. Thường là cái này ấy, thì chúng ta hỏi, ở đây thì hỏi thế thôi, nhưng mà nó còn phụ thuộc vào cái việc mà có vaccine gì nữa hay không cơ. Và khi mà chúng ta đến cái chỗ mà tiêm chủng ấy, thì cái người mà thăm khám cho chúng ta, người ta sẽ chỉ định cho mình. Chứ ở đây mọi người hỏi thì bác sĩ Ngọc chia sẻ như thế thôi, nhưng mà cũng không thể nào quyết định được cái vấn đề đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ là biết được là tiêm cái đấy vẫn được chứ không phải là không. Rồi, đấy là cái câu hỏi thứ hai, đó là cái loại vaccine mà chúng ta tiêm. Cái thứ ba, đó là cái việc mà hiệu quả sau khi mà chúng ta tiêm. Thế thì có rất là nhiều người bảo là bây giờ chúng ta tiêm hai mũi rồi, nó có hiệu quả rồi, thì có nhất thiết phải tiêm cái mũi thứ ba hay không? Thì giống như lúc nãy bác sĩ Ngọc có nói đấy, đó là cái hiệu quả của nó bị giảm dần theo thời gian. Và người ta thấy là từ cái tháng thứ 5, tháng thứ 6 ấy, thì cái hiệu quả của nó có thể là giảm xuống tầm khoảng 30% so với cái thời gian trước đấy. Và một cái nghiên cứu tiếp theo nữa là người ta sẽ cho tiêm nhắc lại cái mũi thứ 3, và người ta sẽ là đánh giá cái hiệu quả sau đấy. Thì người ta thấy là sau cái mũi thứ 3 thì cái hiệu quả của nó lại quay trở lại như ban đầu, nó là có thể lên đến tầm 90-95% gì đấy. Giống như là khi mà chúng ta vừa mới tiêm xong của cái mũi thứ 2 ấy. Bởi vì thế mà chúng ta có cái tiêm nhắc lại bởi vì thế. Cái hiệu quả của nó đạt được tối đa khi nào? Là người ta thấy là cái hiệu quả của nó đạt được tối đa sau 1 cho đến 2 tuần tiêm. Tức là ngay thời điểm mà chúng ta tiêm ấy, thì sau tầm khoảng 1 cho đến 2 tuần là chúng ta đã thấy đạt được cái hiệu quả tối đa của chúng ta rồi. Thì đấy chính là cái hiệu quả của chúng ta sau khi mà chúng ta tiêm. Cái câu hỏi thứ tư mà mọi người cũng hay hỏi đó nữa là gì? Đó là những cái lưu ý sau khi mà chúng ta tiêm. Đó là tiêm về có ảnh hưởng gì không? Có bị đau không? Có bị tai biến gì không? Có cần phải kiêng cái gì không? Thì thực sự là chúng ta đã tiêm mũi 1, mũi 2 rồi ấy, thì mũi 3 nó cũng giống như là mũi 1, mũi 2 thôi. Mũi 1, mũi 2 chúng ta kiêng cái gì thì mũi 3 nó vẫn thế. Những cái triệu chứng của mũi 1, mũi 2 có cái gì thì mũi 3 nó vẫn thế, nhưng mà nó nhẹ hơn. Thường thì khi mà tiêm mũi 3 ấy, ví dụ như mũi 1, mũi 2 bác sĩ Ngọc khi mà tiêm về ấy, thì có sốt, mũi đặc biệt là mũi 1 sốt và mệt nằm lừ luôn. Nhưng mà mũi 2 thì bắt đầu là nó chỉ hơi đau ê ẩm thôi, còn mũi 3 về thì gần như không có cái triệu chứng gì cả. Thì đấy là cái triệu chứng mà chúng ta sẽ thấy là nó vẫn có triệu chứng nhưng mà nó sẽ là ít hơn so với cái mũi 1, mũi 2. Cái việc mà chúng ta kiêng khem ấy thì cũng giống như là cái mũi 1, mũi 2 thôi. Đó là trong cái giai đoạn mà chúng ta tiêm thì hạn chế sử dụng những cái thuốc mà ức chế miễn dịch như là corticoid đấy. Một số những cái mà lời khuyên đó, việc mà uống bia rượu thì tốt nhất là kiêng được thì càng tốt. Bởi vì khi mà chúng ta uống bia rượu vào ấy thì nó cũng sẽ làm suy giảm miễn dịch cho chúng ta thôi mà. Nhưng mà nhiều khi mà chúng ta lỡ mà uống tầm khoảng cỡ một chai hoặc là một ly chẳng hạn thì thực ra nó cũng không quá là ảnh hưởng. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên dừng lại cái việc mà bia rượu trong tầm khoảng cỡ 2-3 ngày sau khi mà chúng ta tiêm. Thì đấy là những cái lưu ý khi mà chúng ta tiêm. Cái câu hỏi thứ tư của chúng ta nhỉ? Cái câu hỏi thứ năm của chúng ta nó là gì? Đó là khi mà bị F0 rồi ấy thì có tiêm không? Thì ở đây người ta mới nhận ra là người ta mới có rất là nhiều những cái nghiên cứu, những cái báo cáo cho thấy là gì? Đó là cái khả năng bảo vệ ấy, sau khi mà bị nhiễm so với sau khi tiêm ấy, thì cái hiệu quả của cái khả năng bảo vệ sau khi mà chúng ta tiêm vaccine nó hiệu quả tốt hơn so với một người mà bị nhiễm rất là nhiều. Ở những cái video trước đây thì bác sĩ Ngọc có nói về cái việc mà sau khi mà chúng ta bị nhiễm ấy, thì chúng ta chưa cần tiêm vội, bởi vì lúc đấy là thực sự là rất là khan hiếm vaccine. Và nếu như mà chúng ta đã bị nhiễm và chúng ta có kháng thể rồi thì chúng ta sẽ dành cái liều vaccine đấy dành cho những người mà chưa được tiêm ấy, thì nó sẽ là giúp cho cái việc mà phủ toàn dân của chúng ta. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại thì khi mà cái số lượng vaccine mà chúng ta đã phủ là đã khá là đầy đủ rồi đúng không nhỉ? Gần như là mũi 2 là gần như là kín rồi, và chúng ta bắt đầu chuyển sang mũi 3 rồi. Thì đối với những người mà đã tiêm xong và có bị nhiễm thì người ta vẫn khuyến cáo là vẫn tiếp tục tiêm. Tức là cái lần nhiễm đấy coi như là không tính vào một cái mũi, tức là đã tiêm 2 mũi rồi và sau đó bị nhiễm thì cái nhiễm đấy chúng ta vẫn là bỏ qua và chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta tiêm mũi 3. Thế thì cái thời gian để mà chúng ta tiêm mũi 3 ấy thì thường cái khuyến cáo đó là thường sau tầm khoảng 1 tháng khi mà nhiễm xong thì chúng ta sẽ nên tiêm. Tuy nhiên thì cũng sẽ có những cái trường hợp mà có cái đợt tiêm thì chúng ta vẫn có thể là chúng ta tiêm cùng, chẳng hạn như là có thể là không đến 1 tháng thì chúng ta vẫn có thể là chúng ta kịp chúng ta tiêm được, mặc dù là mới nhiễm đấy. Nhưng mà đây là một cái khuyến cáo ở bác sĩ Ngọc đọc thì thấy là ở CDC của Hoa Kỳ ấy thì người ta thường là khuyến cáo là sau 1 tháng, sau 28 ngày.
Còn một số những cái khuyến cáo của một số chuyên gia ở Việt Nam thì bảo là vẫn là có thể là sau khi nhiễm xong thì có đợt thì chúng ta vẫn tiêm. Thì ở đây thì có mọi người, nếu như mà chúng ta chắc chắn thì chúng ta có thể là tầm khoảng 28 ngày chúng ta tiêm thì cũng không là ảnh hưởng gì cả. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ là cái thời gian nếu như mà sau khi mọi người có bị F0 thì chúng ta vẫn tiêm nha, chứ không phải là không. Có rất là nhiều người có những cái quan điểm là gì? Đó là thà cho bị nhiễm thì để cho nó bảo vệ theo kiểu như là miễn dịch luôn ấy, chứ không không đi tiêm. Thì cái quan điểm này nó không đúng. Bởi vì nó sẽ là có hai cái vấn đề. Thứ nhất đó là khi mà chúng ta bị nhiễm, cái khả năng bảo vệ nó không bằng so với việc mà chúng ta tiêm. Cái thứ hai là khi mà chúng ta nhiễm ấy, nhiều người nghĩ là chúng ta bị chúng ta khỏe như thế này chúng ta nhiễm, nhưng mà cũng sẽ có những trường hợp, một số những trường hợp mà gọi là cơn bão cytokine ấy, thì đây là đối kể cả những người khỏe vẫn có những cái triệu chứng của cơn bão cytokine và dẫn đến cái tình trạng mà chuyển nặng. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có những cái triệu chứng của hậu covid, tức là gọi là hội chứng covid kéo dài ấy, và rất là nhiều những cái triệu chứng phía sau đấy, chẳng hạn như rụng tóc này, mệt mỏi này, khó thở này, và nó có thể kéo dài tầm 8 tháng cho đến 1 năm sau đấy. Nên là cái việc mà chúng ta tiêm vaccine thì nó vẫn là tốt hơn so với việc mà chúng ta để tự nhiễm nha. Chứ không phải là cứ thấy là thôi bây giờ cứ thà đi ra ngoài tự nhiễm cái đi đâu đấy cho nó thoải mái. Thì không nên ở cái điều đấy. Thì đấy là cái lời khuyên của bác sĩ Ngọc. Cái điều thứ 6 của chúng ta đó là chúng ta cần phải tiêm bao nhiêu mũi. Bởi vì tại thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ thấy là gì? Có một số những cái bài báo viết về cái việc mà có những cái tờ thông tin về vaccine, đúng nhỉ? Cái phiếu về tiêm vaccine chúng ta đến tận 7 mũi. Thế thì tại sao trong đấy nó có 7 mũi? Bởi vì người ta sẽ thấy là chỉ chúng ta sẽ có là 2 mũi cơ bản này, 1 mũi bổ sung và có thể là có 3 mũi nhắc lại. Tức là tổng của chúng ta là 7 mũi đấy. Thế thì thực ra là tại thời điểm hiện tại ấy, bác sĩ Ngọc nghĩ có thể nó còn nhiều hơn cả 7, chứ không phải là 7. Bởi vì với cái tình hình mà khi mà cái hiệu quả của vaccine nó cứ giảm dần theo thời gian ấy, thì bắt buộc chúng ta phải nhắc lại. Và cái việc nhắc lại này có thể sẽ là nhắc lại hàng năm. Trừ trường hợp mà khi mà cái biến chủng nó giảm, nó giống như cúm của chúng ta ấy. Nếu như mà ai mà đã từng đi tiêm phòng cúm ấy, mọi người sẽ phải tiêm hàng năm, mà năm nào chúng ta cũng tiêm. Nhưng mà bởi vì là cái cúm ấy nó nhẹ, tức cái triệu chứng của nó nhẹ, nên là rất là nhiều người chúng ta bỏ qua, chúng ta không tiêm thôi. Đối với cái virus corona này ấy, thì cái hiện tại là nó đang gây ra những cái hội chứng của hô hấp của chúng ta và nó nặng ấy. Nhưng mà chẳng hạn như chúng ta thấy là bắt đầu có cái biến thể Omicron, bắt đầu nó cái mức độ nó gây tổn thương nó sẽ ít hơn, và biết đâu sau này nó lại có những biến thể nó sẽ nhẹ hơn cả cái Omicron nữa chẳng hạn, thì lúc đấy thì có thể là chúng ta dần dần rồi mọi người sẽ bỏ, mọi người sẽ không tiêm nữa. Còn cái việc mà tiêm để mà sau này nếu như mà nó vẫn đang còn có thể là gây nặng cho chúng ta thì khả năng vẫn cứ phải tiêm nhắc lại hàng năm đấy, chứ cũng chưa biết được, có thể là sẽ có thể nhiều hơn cả 7 chứ không phải là 7 đâu. Thì đấy là một số những cái mà thông tin, những cái câu hỏi mọi người đang đặt ra ở trong cái video lần trước ấy. Thì lần này thì mình có làm cả lại tổng hợp những cái này để hy vọng là khi mà chúng ta xem cái nội dung này, chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng thể hơn về cái việc mà vaccine mũi 3. Ok, mọi người có bất kể những câu hỏi nào khác ngoài những cái vấn đề này, mọi người cũng có thể là comment xuống, thì sau đó thì bác sĩ Ngọc sẽ làm lại những video để có thể trả lời cho mọi người. Ok, bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.